Phật nói kinh Vô Lan Bồ Mê, ta từng nghe lời tạc như vậy. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xa về thành Kỳ Thủ Viên Trung, mà một liền mới đặng lục thông, mà muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm lưng. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hành vì tiên, bèn dùng quê nhãn dưới trên kiếm tầm, mà thấy dòng màu xanh làm ngã quỷ. Không uống ăn tiều tỷ hình hài, một liền thấy vậy bi ai à, biết mẹ đôi khác ai ngoại tình thâm à, lo phẩm vật đem dân từ màu đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu à, thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đầy hữu hầu bóc năng nghĩ lòng bón sen tiền căn chưa dứt. Sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đã quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu à, thấy như vậy âu sầu thế thàm. Mụn kiện liên bi cảm xót thương à, mau mau về đến giảng đường à, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cội à, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lưng một mình không thể ai cầu đặng đâu à, lòng hiếu thảo của ông giàu lớn à, tiếng vang đồn thâu đến cửu thiên. Cùng là các bẩn thần kỳ à, tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương à, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cùng không phương cứu tế mẹ ngươi à, muốn cho cứu đặng mạng người à, phải nhờ thần lực của người phương thân. Pha cô tế ta toàn giảng nói à, cho mọi người thoát khỏi ách nàng à, bèn kêu mụn thị đến gần à, truyền cho diệu pháp mân cần thiết thi. Rằm tháng bảy là ngày tự tư à, mười phương tăng điệu dự lễ này à, phải toan sắm sửa chớ chày à, đồ ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải sắm giường nằm niệm lót à, cùng tháo bồn đèn đuốc nhang dầu à, món ăn tinh sạch bao màu à, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân à, chứ đại đức người phương thọ thực.
chúng bảy đời sẽ được siêu thăng. Lại thêm cha mẹ hiện tiền đặng nhờ phước lần tiêu khiến ít nàng, vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, dầu ở đâu cũng tự hội về. Như người thiền định sơn khê tránh điều phiền não chấm về thiền na, quăng người đặng bốn tòa đạo quả công thu hành nguyện thọa vô sanh. Hoặc người thọ hạ kinh hành chẳng am quyền quý ẩn danh lâm tòng, hoàng người đăng lục thông thân phát và những hạng duyên giác thịnh văn, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sai ở gần chúng sanh, điều trị giới rất thanh rất tình, đạo đức dạy chánh định chân tâm. Tất cả các bậc thánh phàm mà đồng lòng thọ lãnh bát cơm luân hòa, người nào có sấm ra vật thần đặng cung dường tư tư tăng thời hiện tiền phụ mẫu của người bà con quyến thuộc thái điệu nhờ ơn tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên như còn cha mẹ hiện tiền nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường như cha mẹ bài đời qua giảng sẽ qua sanh về cõi thiên cung người thời tuấn tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo thể thức sau này. Trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thực thế mẹ cha thí chủ định tâm thần quán đủ đừng quên. Cho xong định đi hành thiện mới dùng phẩm vật đàn tiện hiến dân, khi thọ dùng nên ăn dân thực trước phần đài hoặc tự tháp trung. Chư tăng chú nguyện viên dùng mà sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa pháp cô tây phận vừa nói dứt mộng liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ giả vui mừng mục liên cũng khóc than rầu buồn mục liên mẫu cùng trong ngày ấy kiếp khổ về ngã quỷ được tan. Mục liên bạch với phận rằng mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng lại cũng nhờ oai thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Như sao đệ tử xuất gia Vũ Lan Bồn pháp dùng mà độ sanh độ cha mẹ còn đương tại thế hoằng bảy đời có thể đặng không.
Phân rằng lời hỏi rất thông, mà ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo. Thiện nam tử tỳ khéo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần, tam công tề tướng ba quan cùng ngàn lê thứ vạn dân cõi trần. Như chi muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thân thấy tình thâm. Đến rằm tháng bảy mỗi năm, mà sau khi kiết hạ chư tăng tổ về, chính ngày ấy Phật Đà quan hỷ, phải sắm sanh ba vị cơm canh. Đừng trong bình ba tinh anh, chờ giờ tự tư chúng tăng cung dường, đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi. Cùng cầu thất thế động thì lìa nơi ngã quỷ sanh về nhân thiên, đang hưởng phước nhân duyên vui đẹp. Lại xa lìa nan khổ cực thân, môn sanh phận tử ân cần, hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên. Thường cầu nguyện thung quyên an áo, cùng bãi đời phổ mẫu siêu sanh. Rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng yêu thảo ơn thâm, phải đền lễ cô tế chí thành sắp đặt, ngõ cung dường chư Phật chư tăng. Ấy là bao đáp thù ân, ấy sanh thành dưỡng dục sống thân buổi đầu, để tự Phật lo âu gìn giữ. Mới phải là thích tử thiền môn, mà vừa nghe dứt pháp lan bồn, mà muốn sanh tư chung thải đồng thì quang một liên với bốn ban Phật tử. Nguyện một lòng tin sự phụng mạnh, trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu mụng kiền liên bồ tát, nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát, nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát. Phật nói kinh bao đáp công ơn cha mẹ, ta từng nghe lời tạc như bầy. Một thuở nọ thế tôn an trụ, xa về thành kỳ thủ viên trung, mà chư tăng câu hỏi rất đông. Số hai muôn tám ngàn, lại cũng có các hạng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Nếu ban lộ đành rành mắt thấy, núi sương khô bỏ đây lâu đời, Thế Tôn bèn dội đến nơi.
tay rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan trong lòng ai ngại, chẳng hiểu sao phận lại đông xương, dội vàng xin phận giải tường. Thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại xương khôn. Phần rằng trong các môn đồ, người là đệ tử đứng đầu dày công, bởi chưa biên đục trong chưa rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Đông xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thì hài còn đây, ta lễ bái kinh người tiền bối, và ngắm ngồi vì nhớ kiếp xưa. Đông xương ổn tạp chẳng chừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi, người chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam. Để cho phân biệt có phàm mà không còn lộn lão nữ nam chân chồng, mà Đức Nan trong lòng tha thiết biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài bèn xin Phật tỏ bài, vì khó chọn lựa gái trai lúc này, còn sanh tiền dễ bề sắp đặt. Cách đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi xả sắc tiêu hình, xương ai như này khó nhìn khó phân, phân mới bảo nàng nên biết. Xương nữ nam phân biệt rõ ràng, đàn ông xương trắng nặng hoằng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Người chịu khó cớ sao đen nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, sanh con bà đâu quyết ra, tham học bôn đâu sửa hòa nuôi con. Vì cớ ấy ngao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. Nàng nghe vậy bi ai xót thương, cha mẹ không dạy dưỡng sanh, bèn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào bảo hiếu song thân, Thế Tôn mới bảo lại rằng: vì người ta sẽ phân trần khá nghe, thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đàn con thầm ngoạc cứu mang, thắng đầu thay đầu tợ xương. Mai chịu nhìn giữ sợ tan bất thường, tháng thứ nhị dường như sữa đặc, ngày tháng thứ ba như cục quyết ngân, bốn tháng đã tượng ra hình. Năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ sáu lục ca
đông. Cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn ngã tháng thứ tám hoàn toàn tam phủ chín tháng thì đầy đủ dốc hình mười tháng là đến kỳ sinh. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu quá nó vây vùng đạp gỗ lung tung mà làm cho cha mẹ hãi hùng. Sự đau sự khổ không cùng tỏa phân khi sanh đặng muôn phần khoái lạc cũng ví như được bạc được vàng. Thầy tôn lại bảo á nan ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tính điều thứ nhất giữ gìn thái giáo mười tháng trường chú đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê chịu đau chịu khổ mọi mê trăm phần. Điều thứ ba thấm ân nuôi dưỡng cực đến đâu bền dựng chẳng lay. Thứ tư ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ ước mẹ nằm khổ ráo phần con. Thứ sau xu nước nhai cơm mà miệng con no ấm chẳng nhòm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô uế dặn đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tam chẳng nợ chia riêng nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng dầu phải mang nghiệp chướng cùng cam. Tính sao có lợi thì làm ma chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ám trao chuốc dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng. Ơn cha nghĩa mẹ sanh bằng thải sơn. Phận lại bảo nan nên biết trong chúng sanh thi tuyệt quẩm người. Mười phần mê mũi cả mười không tường ơn trọng đức dày sông thân. Chẳng kinh mến quên nâng trai đức. Không xót thương dưỡng dục cù lao. Ây là bất hiếu mặt giao. Thì những người ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cứu mang mười tháng ấy cực khổ đường gánh nặng trên vai. Uống ăn chẳng đặng gì thay. Cho nên thân thể hình hại kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết. Sanh đặng rồi tinh quyết dầm về. Vì như thọc quyết trâu dê nhất sanh thâm tự nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo chăm sóc ăn đắng cay bùi ngọt phần con. Phải tâm phải giặt rửa trôn mà biết rằng dơ dai mẹ không ngại gì. Nằm phía ướt con nằm phía ráo sợ cho con ướt áo ướt chăn.
hoặc khi ghẻ chốc khắp thân, con phải chịu trăm phần thảm thương ngay trọn ba năm bú nương sữa mẹ. Thân gầy món nào nể với con, đến khi vừa được lớn khôn, cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng mà cho đi học mở thông trí tuệ. Dừng vợ chồng có thể làm ăn, ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần hoạn chi, con đau ôm tức thì lo chạy. Dầu tốn hao cách mấy cũng đành, khi con căn bệnh đặng lành, thì cha mẹ mới an tâm định thần, ngày không dưỡng dục sánh bằng non biển. Cơ sao con chẳng biết ơn này, hoặc khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuân thì chớ lại bài ngổ ngang, hổn cha mẹ phùng mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nổ nạt thề nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lệ nghi, chẳng tưởng lời dạy bảo xong đường, không kể tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng. Trại ngang trong ban mọi đàn, ra vào lui tới mắng cạn người trên, vì lộ mang thánh quyền làm bương, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng. Lớn lên theo thói ngôn ăn, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung, bỏ bản lành theo cùng chung giữ, nết tâm quyền làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người, trước còn tập theo thời theo thế, thân lầm thân tìm kể sinh nhai. Quần đi buôn mang kiếm lời, quần vào quân linh với đời lập công, dĩ ràng buộc đồng công mối nợ, quần trở ngăn vì vợ vì con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về, ấy là nói những người có chí, chớ phận nhiều du hí mà thôi. Sau khi pha hết của rồi, phải tìm phương kê kiếm đôi đồng xài, theo trộm cướp hoặc là bài bạc nghi phạm tội, hình tù ngục phải dương. Bằng khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng, mà hay tin dữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu. Thường con than khóc ưu sầu, có khi mang bệnh đôi mù dẫn dương, quặn bệnh nặng gì thương quá lẽ, phải bỏ mình làm quý giữ hồn. Quần nghe con chẳng lo lường, trà đình tửu đêm phố phường ngao du, cứ mãi miệt với độ bất chánh, chẳng mấy khi thần tỉnh mộ khang.
làm cho cha mẹ than gian, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời, hoặc cha mẹ đến hồi già yếu không ai nuôi thôn thiếu mọi điều. Ôm đau đôi rách kêu riêu, con không cấp dưỡng bỏ liều, chẳng thương phận con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hòa. Cần lao phụng dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến ơn là nam nhi, xong đến lúc tùng phu xuất gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình. Trước còn lai dạng viên thăm, lần lần nguôi lạnh biệt tâm biệt nhà, quên dưỡng dục sống thân an trọn, mà không nhớ công mạng nặng đẻ đau. Chẳng lo bao bộ cụ lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên. Chớ chi chồng đánh liên miên, thì cam lòng chiêu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy củi, đập vào mình vào mũi vào ông, làm cho các lộ chân lông thay điều rơm máu ướt đầm cả thân. Đến hồn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng: bọn ta quá thiệt tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan đường như nát như tan. Tội tình khó nói than gian, làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu. Trước Phật tiền ai cầu trần tố, xin Thế Tôn mẫn cố bi linh. Làm sao báo đáp thù ân, tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình. Phật bèn dùng phạm thinh sao món, phân rõ cùng đại chúng lắng nghe. Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương bảo đảm cho vừa sức đâu. Vì có người ơn sâu dốc trả, cộng mẹ cha tất cả hai vai. Nhâm dòng hòn núi tu di, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Di có người gặp cơn đói rét, núi sông thân dẫn hết thân này. Xương nghiền thịt nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Mà vì có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng sông người. Chiều thân mụ tôi như vậy, đến trăm ngàn kiếm ơn này thầm đâu. Vì có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rút hết tâm can. Khuyên ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thăm ân đầu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn, đâm vào mình bất luận chỗ nào.
Tuy là sự khó biết bao trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền, vì có người vì ơn dưỡng dục mà tự treo mình cung Phật thay đèn. Tự treo như vậy trọn năm ma trái trăm ngàn kiếm thâm ân chưa đền, vì có người sướng nghiền ra mở hoặc dùng dao chẳng bữa thân mình. Sương than thịnh chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ân trên chưa đồng, mà vì có người vì công dưỡng dục mà nước sắc nóng thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đành. Nghe Phật nói tại điều kinh hãi, giọt lệ tràn khó nổi cầm ngắn, đồng thinh bạch Phật lại rằng, làm sao trả đặng thâm ân sông đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ, sau này các người muốn đáp ơn này phải toàn biên chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phung tụng mà cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cúng dường tam bảo sớm trưa cũng là tu vừa chẳng chừa món chi, rằm tháng bại đến kỳ tử tứ pháp phương tăng đều giữ lễ này. Sâm sanh lễ vẫn đủ đầy, chờ giờ hội đủ đặt bài cung dân, đặng cầu nguyện sống đường trường thọ hoặc sanh về tịnh độ an nhàn. Ây là bao đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sông thân của mình, mình còn phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đinh ninh khá nên đi thử phụng hành đừng sai, được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tối phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thái, sau khi chết bị đày vào ngục, ngục vô gian cũng gọi á tiền. Ngục này trong núi thiết vi, phách bên bằng sắc vây quanh bốn bề, trong ngục này hằng cháy đốt tội nhân hết thảy thành than. Có lò nâu sắc cho tan, rốt vào trong miệng tội nhân hành hình, một gia đủ cho người thọ khổ, lột thịt và đau thấu tâm can. Lại có cho sắc căng rang, phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân, ở trong ngục có giường bằng sắc ấy, bắt tội nhân nằm khắp đó xong. Rồi cho một ngọn lửa hồng mà nướng quay chúng nó và phòng thịt thao, móc bằng sắc thương đau gươm dao, trên không trung độ tháo như mưa. Gặp mai chém nay chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhự như tương, những hình phạt vô phương kể hết. Mỗi ngục đều có cách trị riêng, như là xe sắt phân thay, chiếm mưng mổ bụng trâu cài lưỡi lê.
chớ chi đặng chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề, ngổ nghịch sống thân, chúng người đều phải ân cần, thừa hành các việc phân trần khoảng trên. Nhưng là phải kinh này in chép ma truyền bà ra cho khắp Đông Tây, như ai chép một quyển này ví bằng đặng thấy một vị Thế Tôn. Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng chẳng thấy Phật giảng thiên, do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ủng hộ ý như sở quyền. Cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại quá sanh vì cảnh thiên cung, khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tư chúng một lòng kính dâng. Lại pha nguyện thà thân này nát ngã ra bụi cho muôn kiếp chẳng này, dẫu cho kêu lưỡi trâu cài, đến trăm ngàn kiếp lời Thầy không quên. Vì như bị bá thiên đao kiếm mà khắp thân này đâm chép phân thay, hoặc như trói lưỡi thân này trải trăm ngàn kiếp lời Thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn rã rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuyên. Đức Nan tiền thiện đánh lấy, cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh, ngày sau chuyện ba chúng sinh, dễ bề phúng tôn trì chuyến tu hành. Phật mới bảo Nan nên biết, quyển kinh này quá thiệt cao xa, đặt thân bao hiếu mẹ cha, cùng là ân trọng thiệt là chân kinh, các ngươi phải giữ gìn châu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành, sau khi phận giải đành rành, buồn ban phận tử rất mừng rất vui, thay một lòng dân theo lời Phật, và kính tin chắc sự vẹn truyền. Đồng nhau tụ tại Phật tiền, nhất tâm đảnh lễ rồi liền rủi ra, ai Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Đệ tử chúng con tử vô thị, đâm má trong má sanh á tử á đã bao lần, nay á đến á trước đài á vô á thượng á giác, biển á trần á khổ á lâu á đời á luân á lạc á giới á sanh á ninh á vô á số á điêu tàn, sống á ưu á hoài á trong á kiếp lầm than, con á lạc á lòng á không á nhìn á phương á hướng.
Đàn con dạy từ lâu giấc dưỡng, hôm nay trông mà thấy đạo quy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quang, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Bao tội khổ trong đường ác trượt, vì tham sân si mạng gây nên. Con hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng mà thanh thoát. Trí Phật quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi, con nguyện ra khỏi theo gốc ngày vượt qua khổ ai. Nương thuyền tự vượt khỏi ấy hà, nhớ lời ngày bờ giác ngay không mà xa. Hành thập thiện cho đời tươi sáng, ngay bỏ việc ác cho đời quang đàng. Đêm phước lành gieo rất phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng mà nhớ mãi hình bóng người, cứu khổ chúng sanh để theo ngài trên bước chúng má. Con khổ nguyện xin cứu khổ chúng má, con khổ nguyện xin tự độ. Ngoài tham làm mà sân hận ngập trời, phá si mê trí tuệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà lạc ấy quốc Phật Di Đà thân kim sắc thương tốt quang minh tự trang nghiêm. Năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Trong hào quang quá vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong bốn mươi tám nguyện độ chúng mà sanh. Chính phẩm sen vàng lên giải thoát, quy mạng lễ Di Đà
ở phương Tây thế giới an lành. Con xin phát nguyện vãng sanh này cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nghe tiếng chuông chùa vang vọng chiều nay, con nhớ cha già nhớ mẹ hiền ở tận quê xa. Lại Phật Quan Âm từ bi ban cho cha mẹ của con được nhiều sức khỏe để cho con trẻ xa quê yên lòng. Ba nén nhang trầm, con nguyện thành tâm tôn kính những ngài ước mẹ hiền ở đời bên con, và cầu cho cha của con không lo không phiền dù cho trần gian sóng gió đời bao giông tố, mẹ cha vẫn an lành. Ngài rắm cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay một bông hồng đó thắm tươi con gái trên ngực. Phận đời xa quê không ấm bên mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ trầm, con nguyện thành tâm tôn kính những ngài ước mẹ hiền ở đời bên con, và cầu cho cha của con không lo không phiền dù cho trần gian sóng gió đời bao giông tố, mẹ cha vẫn an lành. Ngài rắm cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay một bông hồng đó thắm tươi con gái trên ngực. Phận đời xa quê không ấm bên mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ. Ngài rắm nhu la con cảm ơn trời cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay một bông hồng đó thắm tươi con gái trên ngực. Phận đời xa quê không ấm bên mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mến. Không ấm bên mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thank you.
trong vô, nhắc nhớ con thuyền trôi. Tim sông thơ em đềm thân, đến trong con mong đời. Thương con mẹ yêu, thân đêm trong con ngủ say. Thương con mẹ yêu, tháng ngày cho con từng thương. Thương con mẹ yêu, thân đêm trong con ngủ say. Thương con mẹ yêu, tháng ngày cho con từng thương. Mẹ là dòng sông ấm áp đến bên con dịu êm. Mẹ là vầng trăng lấp lánh đến trong từng giấc mơ. Tình mẹ thank you.
ngày ấp ủ con yêu. Mẹ dạy con khi con thơ ấu, lúc vào đời với tiếng hát à ơi. Nhưng giờ đây mẹ ở nơi đâu, đời của Liêu thương không mẹ sớm chiều. Nhìn con nước mắt tuôn trào, dù con trong giấc ngủ canh thâu. Mẹ à ơi, con đừng sốt nữa, khóc làm chi, mong sao bớt hòn vi. Cho dù mai trời nắng hay mưa, tình mẹ con luôn sát son vuông tròn. Nơi mồ sâu cát bụi tàn mau, mẹ mẹ ơi đời có nghĩa gì đâu. Mong ngày sau cát bụi gặp nhau, mẹ cùng con vui phúc nơi quê trời. Dòng sữa thơm ngọt ngào, thơ dâng chào ơn mẹ cao sâu. Giờ mẹ xa xa đàn con cháu, để tình cha thêm cô vắng lời hoan. Ôi mẹ ơi, mẹ ở nơi đâu, đời cha con thương khóc mẹ sớm chiều. Nơi mồ sâu cát bụi tàn mau, mẹ mẹ ơi đời có nghĩa gì đâu. Mong ngày sau cát bụi gặp nhau, mẹ cùng con phúc nơi quê trời. Ôi tình mẹ dạt dào như suối nước tuôn trào, bao tháng ngày ấp ủ con yêu. Mẹ dạy con khi con thơ ấu, lúc vào đời với tiếng hát à ơi. Nhưng giờ đây mẹ ở nơi đâu, đời cô liêu thương khóc mẹ sớm chiều. Mẹ sớm.